Hai mọi người, lại là tôi đây. Chiều nay chúng ta sẽ ăn món bánh bò mọi người, hai cái bánh bò mọi người, vô phải sữa đá mọi người. Mọi người làm hai cái bánh bò mọi người. Liệu phải sữa đá mọi người. Mời mọi người vô ăn không mọi người. Bò bóp nó dài dài mềm mềm mọi người. Bánh bò hơi dai mà hơi cứng mà chắc để ấy đó là cứng cứng thiệt mà dây da mềm mềm mà ăn được mà chỉ là hơi cứng thiệt thôi. Ăn cái không đã làm cái không đã làm hai cái mà. Bò nó dai dai mà có vị ngọt nhẹ mà thơm thơm ngọt nhẹ có đường luôn rồi. Mới ăn ngọt xong cái uống phải sợ cái đúng là con người phải sợ đá da mà đá da nước mà cho nên nó hơi lạc mà lạc lạc vị ngọt nhẹ mọi người nha. Bánh bò ăn da ngon rồi, bánh bò ngon rồi, ngon da mà với chiều để ấy nó bánh nó hơi cứng xíu mọi người, phơi sữa thì ngọt nhẹ mọi người, có hầu đắng đắng dạ. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một bữa chiều thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.